làm lễ kết thân khác với phụ huynh của các con học sinh. Có một lời chỉ muốn nhắc nhở thêm với các học sinh ở đây. Vì đêm hôm qua bất chợt nhận được thông tin là kế hoạch của khóa tu rút ngắn một ngày. Đêm hôm qua chúng con ở đây ngay tại hội trường này đã có những cung bậc buồn, vui, chia tay, bình diện, rồi trò chuyện với nhau đến hơn 2 giờ. Và có những cả những bạn tiếu nước sọt ra quần, tiếu nước sọt ra xóm nước tiểu ra quần vì tiết mục kể chuyện đêm khuya. Các bạn có sợ không? Cái này thì phá sản làm gì, kể chuyện ma mà không sợ thì thôi rồi. Thì hôm nay chỉ thêm một chút lời của thượng tọa vừa rồi dạy, thì xin bổ sung thêm một đôi lời nhắc nhở với các con khóa sinh. Không chỉ thượng tọa, quý thầy, anh chị em trong ban tổ chức và tất cả mọi người ở Bái Đính muốn nhắc nhở với các con khóa sinh một điều như sau. Giờ các minh trưởng dừng biện pháp là giấy chứng nhận. Chỉ muốn nhắc nhở một điều như sau. Đó là mong muốn tất cả các con sau khi rời khỏi khán phòng này, rời khỏi chùa Bái Đính, các con sẽ không chào quý thầy con về, mà sẽ là chào quý thầy con đi. Tại sao lại nói là con đi? Bởi vì đây đã là nhà của các con, là ngôi nhà thứ hai, là ngôi nhà tâm linh. Ở đây có thượng tọa, có thầy, có quý thầy, quý sư cô, có các anh, các chị, các cô, các bác, và có nhiều kỷ niệm đẹp. Cho nên mong muốn tất cả các con hãy coi đây là ngôi nhà thứ hai, là ngôi nhà để trở về khi con có chuyện buồn hay có những niềm vui muốn chia sẻ, có thể về đây. Không còn gặp lại bản thân, nhưng con vẫn tìm cho mình những kỷ niệm đẹp. Cho nên hãy nhớ một câu mà thầy đã luôn nhắc nhở các con, chỉ một câu hỏi nhỏ. Sau khi rời khỏi đây, nhà con đó bao giờ con trở lại? Liệu sáng năm con có trở về không? Chúng ta sẽ không lấy biểu quyết, không lấy bằng tiếng có, mà lấy bằng hành động. Con chỉ trở về đây khi con thật sự chứng minh rằng con đã biến những lời dạy của quý thầy, quý sư cô, các anh, các chị quản chúng, giám luật, huynh trưởng, con biến những lời dạy này thành hành động. Và hành động của con minh chứng rằng con là người có nhân cách tốt, minh chứng rằng con đã học hỏi được những cách ứng xử, học hỏi được những điều hay đẹp, và trung tâm học của con đã trở thành một người Phật tử, một người con Phật. Một người con Phật là gì? Không phải là một con Phật là đi chùa nhiều, là được quy y, mà một người con Phật là có những hành động, có những việc làm, có những tác phong, có những ý niệm tốt đẹp như Đức Phật. Các con hãy nhớ, đạo Phật không chỉ đơn thuần là tôn giáo, mà đạo Phật còn là nền giáo dục hướng con người quay trở về với cái thiện, quay trở về với những ý niệm tốt đẹp để sửa sai. Các con không cần trả lời là mình theo đạo Phật, vì cái đạo mà các thầy mong các con đi tới, không chỉ các thầy mà tất cả đều mong các con đi tới cái đạo cuối cùng là đạo đức. Phật của chúng ta trí tuệ hơn người, từ bi hơn người, dũng mãnh hơn người, mà không gọi ngài là trí tuệ hay từ bi Phật, mà gọi ngài là đức. Để nhớ rằng thế gian nhớ đến Phật không phải vì thần thông, cũng chẳng phải vì trí tuệ,
mà vì Ngài là người có đạo đức lớn. Đạo đức của Ngài bao trùm cả cuộc đời của Ngài. Ngài nói pháp 49 năm, nhưng Ngài nói ta chưa nói một câu nào, bởi Ngài muốn chúng sinh nhìn vào hành động của Ngài, nhìn vào những cư xử, những ứng xử của Ngài với thế nhân. Cho nên tất cả các con hãy nhớ, mọi tư tưởng, nghề nghiệp hay đường lối, bất kể một việc làm gì mà có đạo đức thì đó đều là Phật giáo và là con đường chúng ta đang đi. Mong muốn các con sẽ giữ gìn. Muốn nói nhiều, muốn dặn nhiều, nhưng tất cả đều đã gửi bằng tình yêu, qua những bữa cơm ngon, qua những bài giảng, qua những lời chia sẻ với tất cả các con. Dẫu biết rằng trong ban tổ chức, đặc biệt nhìn thấy Thầy thấy vất vả, nhưng Thầy biết rằng các con phải nắm rõ Thượng Tọa còn vất vả hơn nhiều. Tối nào cũng vậy, cứ 10 giờ tối đều, giờ 10:30 Thượng Tọa đều gọi hỏi tình hình của các con hôm nay thế nào, y tế có sao không. Gần như nó đã thành một thói quen, và cứ đúng giờ đó Thầy cũng nhấc máy và báo cáo. Các Thầy thường hỏi nhau, sẽ không bao giờ Thượng Tọa hỏi cho Thầy có ăn được không, vì Thượng Tọa biết là Thầy ăn theo chế độ thai sản, cho nên là lo mấy thì lo những cái dáng nó không ngót được. Thế rồi cũng không hỏi có mệt không, kể cả Thầy cũng vậy, không hỏi Thượng Tọa nhưng có nhiều việc không, mà đều chỉ dành câu hỏi là các con hôm nay có ổn không. Rồi biết rằng Thượng Tọa nó bận ở trường hàm, rồi đang bồn bề công việc rất nhiều, nhưng dành cái là lên để nhìn thấy các con, cứ thấy các con khỏe, thấy các con ổn thì Thượng Tọa mới yên tâm. Rồi các anh chị ở ban quản chúng, các anh chị ban giám luận cũng đồng một tư tưởng như vậy, tất cả đều lo cho các con. Nhà bếp các con không để ý được đâu, cũng giống như các con thường thờ ơ, đã ăn cơm với bố mẹ 10 mấy năm trời nhưng chưa bao giờ có ngồi dừng lại xem bố con gắp thức ăn là gì, mẹ gắp thức ăn là gì, con chưa từng. Bởi vì sự ích kỷ của con nó làm cho con bị những tập thói quen rằng quen được sự quan tâm chứ không bao giờ con quan tâm lại. Con vấp ngã mẹ đều hỏi con có sao không, nhưng chưa bao giờ con thầm hỏi cuộc đời này khi mẹ vấp ngã mẹ có đau không. Con ăn bao nhiêu bữa cơm, nhưng chắc chắn con chưa từng đi qua bếp để nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm, dù trời mưa dù mát đấy nhưng mồ hôi vẫn chảy, nhưng miệng các cô các bác vẫn mỉm cười. Và khi các con ăn thì các cô các bác không chỉ đội nấu bếp hay hành đường, thường ngó ngó nhìn ra, cố ngoái ngoái nhìn ra, không dám lại gần vì lại gần là ăn roi của Thầy. Các con biết ngó nhìn làm gì không, xem cơm hôm nay có vừa miệng các con không. Mọi sự quan tâm rất là lạ. Rồi tất cả đều đã dành cho con trọn vẹn trong 6 ngày vừa qua, mọi yêu thương đều đã gửi gắm. Giây phút này Thầy cũng không muốn nói nhiều thêm, vì tất cả hãy lưu giữ lại thành những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm chúng ta có với nhau, những kỷ niệm bên nhau. Bởi hãy nhớ rằng gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau. Ta là có cơ duyên được ngồi ở đây cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng hát ca, cùng giành giật những đồng vinh quang mang về làm kỷ niệm, rồi tranh giành đến mua đấu giá sản phẩm, rất nhiều kỷ niệm. Vậy tất cả kỷ niệm này xin gửi tròn trong một bài hát để chúng ta được sát cánh bên nhau và lưu giữ làm kỷ niệm. Mời tất cả quý Thầy cùng các con, có lẽ ngay cả trên tâm đức quý vị khi đã xuất gia, rời xa cha mẹ, chỉ còn người tu hành làm anh em. Tôi đang ở đây.
hơn ạ, sát hơn nữa. Quá tuyệt vời. Đừng để hát mình quên đi. Phật pháp cho đàn con
giọng thấy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Chớ vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật Đà, sống tỉnh giác xa mê ta. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, đuốc chi sáng đời ta. Tinh tấn.